Chào các bạn đã đến với bài số 36 trong khóa học ASP.NET Core căn bản. Thì bài này chúng ta sẽ học về cái lifetime của dependency injection. Ở trong bài trước thì chúng ta đã khai báo với transient, cái mode transient là cái một trong ba cái mode quản lý cái vòng đời của cái instance ở trong dependency injection của ASP.NET Core. Thì bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về ba thằng đấy. Và khi nào thì chúng ta dùng cái gì? Dependency injection lifetime thì được hiểu nó là cái vòng đời của cái service được tặng sử dụng dependency injection. Trước khi mà chúng ta sử dụng nó thì chúng ta sẽ khởi tạo nó, thằng DI container nó sẽ khởi tạo ở trong phần startup. Và mỗi khi mà chúng ta cần thì nó sẽ inject vào. Vì vậy khi mà tạo một service mà chúng ta không hiểu cái sự khác nhau giữa các cái mode như transient, singleton hay scope thì nó sẽ giúp cho ứng dụng của chúng ta, nó sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta chạy nó không được tối ưu. Và khi các service, khi một service yêu cầu một service khác thông qua DI thì nó sẽ nhận một instance mới hay là nó sử dụng cái instance có sẵn. Cái điều này rất quan trọng. Và để quản lý được cái vòng đời của service thì nó sẽ có 3 mode. Mode đầu tiên là transient mà chúng ta đã dùng, thì nó luôn luôn mỗi lần request yêu cầu nó sẽ tạo, nó sẽ trả về một instance mới tất cả mọi lần chúng ta yêu, mỗi lần chúng ta yêu cầu. Với scope thì nó sẽ giới hạn, nó sẽ chỉ trả về instance mới trong trường hợp là mỗi một request thôi. Một request mà request yêu cầu 2 lần thì nó cũng chỉ trả về một instance thôi. Và cuối cùng là service chỉ trả về một từ đầu đến cuối của ứng dụng thì nó là singleton 3 tháng. Khi nào thì sử dụng thằng nào? Với transient thì nó an toàn nhất để tạo và bạn luôn luôn nhận được một instance mới, thì transient lifetime này nó phù hợp với những cái service nhẹ và nhỏ và không chứa các cái trạng thái. Trong khi đó scope thì nó là một tùy chọn tốt hơn khi mà bạn muốn maintain cái state trong một request, các cái trạng thái của service trong một request. Còn singleton thì nó chỉ tạo một lần và nó không hủy cho đến khi ứng dụng của bạn tắt. Thế cho nên là bất cứ một cái sự gọi là thiếu bộ nhớ nào của các service này thì nó sẽ, của cái service loại này ấy, thì nó sẽ được tích trữ rất nhiều. Việc thiếu bộ nhớ nó sẽ bị tích trữ, tức là nó tăng dần. Cho nên nếu mà đến lâu mức nào đấy mà cái ứng dụng, cái phương thức ở trong cái service singleton này mà chạy tốn bộ nhớ thì nó sẽ bị dần dần, nó sẽ bị đầy dần. Và singleton thì nó cũng giúp chúng ta tiết kiệm được bộ nhớ nếu trong trường hợp chúng ta xử lý tốt, và bởi vì chúng ta sẽ sử dụng lại được cho cái cho rất nhiều nơi. Thì sử dụng singleton để maintain các cái state trong toàn ứng dụng, ví dụ như là các cái service liên quan đến configuration, logging, caching data đó, thì chúng ta sẽ sử dụng một trong ba cái mode đấy. Thì inject service với các cái lifetime khác nhau và các thằng khác thì nó có một số quy tắc. Các cái service và với cái vòng đời thấp hơn được inject vào các service vòng đời cao hơn thì nó sẽ thay đổi từ thấp đến cao. Ví dụ transient mà luôn luôn tạo một instance mà lại inject vào thằng scope, mà thì thằng cha của nó thì lại không luôn luôn trả về một instance mới, cho nên là nó sẽ bị ăn theo thằng scope và ngược lại. Giống như vậy, thằng scope mà inject vào thằng singleton thì nó sẽ bị ăn theo thằng singleton. Cho nên là thông thường các bạn sẽ nên inject những cái loại service mà cùng vòng đời với nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới có tên là DI Lifetime Empty, đúng không? Add MVC with, và ở đây with default routing. Ok.
Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Chúng ta sẽ tạo ra một cái controller. Cái controller này chúng ta ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục service luôn. Chúng ta không cần phải tạo ra. Chúng ta sẽ có ba cái interface. Một thằng là iTransient service, một thằng là iScope service và một thằng là iSingleton service. Để chúng ta sẽ ví dụ luôn cái sự khác biệt giữa ba thằng, đúng không? Cả ba thằng này thì đều có phương thức là get ID. Trả về một cái GUI, đúng không? Ok. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái service có tên là sum service. Một cái service nào đấy, đúng không? Chúng ta implement cả ba thằng. Sau khi implement cả ba thằng thì chúng ta cũng chỉ cần implement một cái phương thức là get ID thôi. Thì thằng ID này nó sẽ là một biến nội bộ. Sum service. Và chúng ta sẽ có ID. Biến ID này sẽ là một cái GUI.new GUI, đúng không? Mỗi lần khởi tạo cái sum service này là chúng ta sẽ gán một cái GUI mới. Vậy để chúng ta biết là khi nào nó gọi hàng này nó khởi tạo hay không. Nếu một ID mới thì có nghĩa là nó sẽ tạo một instance mới. Còn nếu ID cũ thì không. Đó. Thằng này chúng ta đơn giản, chúng ta chỉ cần return ra cái ID thôi. Đó. Đối với transient thì sao? Chúng ta sẽ register nó bằng cách là chúng ta sửa service.add transient I transient service thì nó sẽ instant ra thằng sum service. Ok. Cơ chế này có nghĩa là chúng ta khai báo nếu cái yêu cầu cái kiểu service là iTransient thì nó sẽ trả về một instance của sum service và chúng ta sẽ dùng nó trong home controller. Trong thằng này thằng home này chúng ta sẽ có cái phần gọi các cái service. Chúng ta sẽ yêu cầu hai cái instance được nhập vào. Ở đây chúng ta sẽ cần hai instance, instance 1 và instance 2. Với yêu cầu DI container sẽ cung cấp chúng ta hai cái instance này gán vào hai cái biến nội bộ. Thì instance 1 và instance 2 chúng ta sẽ gọi cái phương thức get ID và trả về. Thì như vậy tương ứng như vậy chúng ta sẽ add ra một cái view. Vậy cái view này của chúng ta sẽ đơn giản là in ra hai cái message 1 và message 2 thôi. Từ view back, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ chạy luôn. Chúng ta biết là chúng ta sẽ thấy là hai cái thể hiện sẽ được tạo ra bởi vì chúng ta sẽ dùng cái service transient. Đó, các bạn nhìn thấy là nó sẽ tạo ra hai cái GUI khác nhau. Như vậy thì có nghĩa là mỗi lần chúng ta gọi cái phương thức get ID nó sẽ tạo ra một thể hiện mới, tức là nó sẽ gọi đến cái constructor mới một lần, gọi hai lần. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một, chúng ta thay vì chúng ta gọi transient thì chúng ta sẽ đổi sang cái scope. Scope có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với một request thì chúng ta sẽ, nếu yêu cầu hai lần thì nó cũng chỉ trả về cho chúng ta một instance mà thôi. Chúng ta sẽ update cái home controller này.
ta sẽ khai báo thêm hai biến nữa là scope service 1 và scope service 2. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ gọi hai lần. Và chúng ta gặp cái lỗi là chúng ta chưa đăng ký thì nó sẽ ra là unable resource service ở đây. Thì chúng ta sẽ thêm một dòng nữa thôi. Đối với transient thì chúng ta sẽ là add transient. Còn đây là add scope sẽ là i scope service. Nếu cùng một interface mà sẽ register với hai cái class khác nhau thì nó sẽ ăn cái gọi sau. Các bạn nhìn thấy là first instance và second instance. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng thêm message 3 và message 4 vào đây. Thì sao? Các bạn thấy là với scope thì hai thằng này cùng một request thì nó luôn trả về cùng một instance, tức là nó chỉ nhận một instance, nó chỉ trả về một instance cho một request thôi. Thằng này một request nhưng mà nó sẽ trả về hai instance. Đó. Thế còn loại thứ ba là loại singleton thì nó sẽ chỉ dù đây nhá, mỗi lần refresh thì hai thằng này là hai instance này, nhưng hai thằng này chỉ là một instance cho một request thôi. Thế còn đối với thằng singleton thì thằng singleton thì nó sẽ chỉ có một duy nhất i singleton. Đó, chúng ta sẽ có thằng singleton là message 5 và message 6 khai báo dưới dạng singleton. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ thêm cái in ra ở view như thế này. Các bạn có F5 rất nhiều lần thì các bạn nhìn thấy là nó sẽ nhảy ra nhiều, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì chỗ này chúng ta đang dùng add scope. Chỗ này phải là add singleton. Nếu add singleton thì các bạn có F5 bằng nghìn lần thì nó vẫn là một cái instance duy nhất. Đây, instance duy nhất. Các bạn có F5 rất nhiều lần. Hai thằng này nó biến đổi, nhưng mà riêng thằng này nó không thay đổi gì cả, trừ khi chúng ta tắt ứng dụng đi. Đó chính là sự khác biệt giữa ba thằng. Cảm ơn các bạn. Khi nào dùng thằng nào thì các bạn đã có slide để nó giới thiệu rồi. Các bạn sẽ chỉ cần hiểu được ba thằng này bản chất của nó thôi.